nước đó. Ok, không cần đâu, em tăng sáng là tiếng thôi. Ok, cái đó là tia laser đó gì? Dạ, không, cái tia tự nhiên muốn cái tháp này nó sẽ phun cho cái làn sương.
quảng cáo cho mình cái gì đâu, tao nói quảng cáo đâu, cái ông mạng xã hội này mình sẽ quảng cáo cho mình. Thank you.
mà. Không có lực mà sợ gì đâu. Ừ thôi. Dạ. Ba em mới vô trọng đó. Ba em bên đó mà.